Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thành đô dòng Việt Quế sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nam Bộ tiếp tục mưa to kèm sấm chớp nguy hiểm, người dân cần lưu tâm đề phòng tai nạn dông sét. Mặt đường xuất hiện hố tử thần sau mưa lớn ở thành phố Thủ Đức. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường khắc phục sự cố. Người trẻ khởi nghiệp, tự tin nhưng cần thực tế. Vấn đề đang được quan tâm này sẽ được đề cập trong câu chuyện cuộc sống. Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo bán thuốc nam qua mạng xã hội chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Núi Bà Đen với phong cảnh hùng vĩ cùng nhiều công trình ấn tượng sẽ là điểm đến trong đại lễ Vesak 2025. Ẩm thực mùa lúa chín ở Hoàng Su Phì, trải nghiệm khó quên dành cho du khách khi đến Hà Giang. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Mở đầu là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo dự báo trong ngày hôm nay thì khu vực Nam Bộ tiếp tục mưa to kèm theo sấm chớp nguy hiểm. Người dân cần phải lưu tâm đề phòng tai nạn dông sét. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hôm nay nhiều nơi mưa rào đến mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Mưa xảy ra từ trưa đến chiều tối. Nguyên nhân gây mưa do rãnh áp thấp xích đạo có trục dắt qua 6-10 độ vĩ bắc, tồn tại từ tầng thấp lên các tầng cao. Ngoài ra, trong mưa có thể kèm theo sấm chớp nguy hiểm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân không đậu xe trú mưa dưới gốc cây, đề phòng cây gãy đổ đè lên. Ngoài ra, phải tránh xa các vật kim loại dẫn điện tốt để đề phòng sét đánh. Hạn chế sử dụng điện thoại di động và rút các thiết bị điện phòng tránh sét đánh trực tiếp, sét đánh lan truyền. Trong khi đó, thì khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm sương mù, đêm và sáng sớm trời lạnh. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 20 cho đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 80 mm trên 6 giờ. Tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên mưa rào và dông, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 15 cho đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa lớn kéo dài sẽ dễ dẫn đến các vụ sạt lở, sụt lún. Và sau cơn mưa lớn chiều tối qua thì mặt đường số 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị bong tróc, xuất hiện hố sâu ngay gần nắp cống. Theo người dân sinh sống trên đường số 5, sau cơn mưa lớn kéo dài vào chiều ngày hôm qua, mặt đường số 5 đoạn giao với đường số 11, phường Tân Nhân Phú B bị sụt lún nghiêm trọng, xuất hiện hố sâu. Theo ghi nhận, hố sâu này có đường kính khoảng 2m, sâu khoảng 1,5m, nằm cạnh nắp cống, có thể nuốt trọn chiếc xe máy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân phường Tân Nhân Phú B đã cử lực lượng nhanh chóng đến giăng dây rào chắn khu vực bị sụt lún, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Đồng thời thông báo cho Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Thủ Đức để triển khai công tác khắc phục sự cố. Và cũng do ảnh hưởng mưa lớn kết hợp với triều cường nên tại tỉnh Đồng Tháp cũng đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Tiền, đoạn thuộc phường 11, thành phố Cao Lãnh. Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tiến hành khắc phục tạm thời, ngăn chặn sạt lở tiếp diễn. Mới đây, tại khu vực tổ 27, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền với chiều dài ảnh hưởng khoảng 130m. Trong đó, đoạn sạt lở nghiêm trọng có chiều dài 80m, ăn sâu vào đất liền từ 20 đến 30m. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người, nhưng là mất khoảng 2.000 mét vuông đất và một số tài sản, ảnh hưởng cuộc sống của 5 hộ dân với khoảng 20 nhân khẩu. Ngay sau khi sạt lở, lực lượng tại chỗ của địa phương phối hợp với lực lượng quân sự biên phòng hỗ trợ khắc phục di dời tài sản của những hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Ngành chức năng cũng tiến hành ra soát, kiểm tra cụ thể hiện trạng khu vực sạt lở và các khu vực lân cận, triển khai phương án khắc phục tạm thời. Lãnh đạo thành phố Cao Lãnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp đơn vị liên quan ra soát đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh giải pháp khắc phục nhằm ổn định lâu dài cho khu vực. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 8 vụ sạt lở sông Tiền. Bên cạnh đó còn xảy ra 27 vụ sạt lở nội đồng, ước tính tổng thiệt hại khoảng 8,2 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay xu hướng khởi nghiệp ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Có những bạn trẻ đã quyết định khởi nghiệp từ rất sớm với nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh lợi thế là sự năng động, tự tin thì các bạn trẻ sẽ phải đối diện với nhiều thách thức và rất nhiều người đã thất bại vì không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vậy thì khi khởi nghiệp bên cạnh sự tự tin thì người trẻ cần phải có những gì? Và đây cũng là nội dung được đề cập trong câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với khao khát khẳng định bản thân, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Hình thức kinh doanh online với các mặt hàng thời trang, đồ handmade, đồ ăn, mở cửa hàng đồ uống là những mô hình kinh doanh được khá nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ngoài ra, với những ưu điểm của hình thức tương tác, quảng bá trực tuyến đã tạo ra cơ hội cho nhiều bạn trẻ khởi nghiệp bằng cách livestream bán hàng. Ở mỗi một độ tuổi khi bắt đầu khởi nghiệp sẽ có những vấn đề khác nhau và người trẻ cũng vậy. Là sinh viên năm cuối ngành truyền thông, chị Hoàng Mỹ quyết định khởi nghiệp ở lĩnh vực F&B với mô hình Takeaway, kinh doanh dịch vụ ẩm thực cho phép khách hàng đặt mua tại cửa hàng và mang đi. Đến nay, mô hình kinh doanh này đã đem về lợi nhuận nhất định, song chị cũng sớm cảm nhận được những vất vả, khó khăn của công việc. Hiện tại quán của mình có quy mô 6 nhân viên và theo mô hình bán Takeaway, lợi thế của mình là tạo ra một cái món bánh tráng đặc biệt hơn so với thị trường. Đa số 80% khách hàng ăn đều quay lại. Và cái khó khăn là do mình còn quá trẻ, còn ít kinh nghiệm. Cho nên cái việc quản lý quy trình vận hành và quản lý nhân sự rất đau đầu. Quyết định khởi nghiệp không thể chỉ dựa vào sự tự tin và lòng nhiệt huyết vốn có của sức trẻ, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và khả năng thích ứng với thị trường. Việc các bạn trẻ quyết định khởi nghiệp khi không có cho mình sự chuẩn bị chu đáo là một trong những nguyên do chính khiến nhiều bạn thất bại. Khởi nghiệp nó là một cái con đường, nó có những cái chông gai hơn như vậy, và những cái góc nhìn thực tế của khởi nghiệp nó cũng rất là mạnh mẽ. Và cái câu chuyện khởi nghiệp nó không có chỉ đơn giản là lý tưởng, mà nó còn là những cái bài toán thực tế về kinh doanh, về con số, về mối quan hệ, về rất là nhiều thứ. Và người trẻ cần phải luôn trang bị và sẵn sàng cho mình những cái góc nhìn thực tiễn giống như vậy, một cái tinh thần cầu thị và học hỏi không ngừng và sự kỷ luật để có thể vượt qua và phát triển hơn đối với chính bản thân của mình. Khởi nghiệp khi còn trẻ là một hành trình thú vị lẫn thách thức. Nhà khởi nghiệp trẻ cần biết cân bằng giữa đam mê và nhu cầu của thị trường. Đừng quên chú trọng kỹ năng và kiến thức. Nên nghiên cứu xu hướng, nhưng đừng chạy theo trào lưu nhất thời. Học tập liên tục, tìm hiểu những điều cốt yếu của doanh nghiệp, tài chính, tiếp thị, bán hàng và vận hành. Nhất là khi xây dựng được mạng lưới đồng nghiệp, cố vấn và chuyên gia trong ngành vững mạnh sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trẻ khi khởi nghiệp. Khi khởi nghiệp thì các bạn nên đặt cái trọng tâm của mình là hãy kiếm được tiền để tự nuôi sống bản thân trước khi nghĩ đến các cái giá trị về tạo tác động xã hội. Bởi vì các bạn kinh doanh tốt có thể trả tiền thu nhập cho người lao động, các bạn đáp ứng những cái vấn đề về pháp lý, bảo vệ các vấn đề về đạo đức trong kinh doanh, thì đó đã là một cái việc tạo ra rất nhiều tác động xã hội lớn. Thứ hai là các bạn hãy cân bằng giữa các vấn đề về lý thuyết và thực tế. Bởi vì sao? Có những cái dự toán về tài chính các bạn có thể là tính toán rất là nhiều những cái con số liệu, nhưng nếu các bạn không bắt tay vào thực tế, các bạn không làm, thì gần như những cái con số, những cái dự trù, những cái tính toán đó sẽ không có tính khả thi kèm. Ngoài những kiến thức chuyên môn cùng những lợi thế sẵn có, việc các bạn trẻ rèn luyện những kỹ năng mềm để bổ trợ cho quá trình khởi nghiệp cũng là một điều vô cùng cần thiết. Nếu mà các bạn lựa chọn vào con đường khởi nghiệp á, thì một trong những cái kỹ năng mà các bạn bắt buộc phải trang bị đó là cái tính kỷ luật, cái tinh thần kỷ luật. Cái thứ hai đó là cái khả năng về quản lý thời gian của các bạn cũng phải cực kỳ tốt. Và khi các bạn khởi nghiệp thì chắc chắn cái kỹ năng lãnh đạo là không thể thiếu. Nhưng lãnh đạo đây nó không chỉ đơn thuần là dẫn dắt và định hướng tập thể của mình, mà lúc đó các bạn cần phải biết là cái cách giao việc cho mình như thế nào, cũng như là giao việc cho những người xung quanh như thế nào nữa. Khởi nghiệp là một hành trình đầy gian nan. Điều quan trọng là các bạn trẻ cần nhận thức rằng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm không phải là sự lãng phí thời gian, mà là quá trình cần thiết để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Bên cạnh đó, dẫu cho có thất bại, người trẻ hãy coi thất bại chỉ là một phần của hành trình dài, để khiến bản thân càng quý trọng và tự hào những thành tựu của mình hơn. Từ đó lấy động lực vực dậy, biến thách thức thành cơ hội để đến với thành công. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay với những thông tin đáng chú ý sau đây.
Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo bán thuốc nam qua mạng xã hội, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Núi Bà Đen với phong cảnh hùng vĩ cùng nhiều công trình ấn tượng sẽ là điểm đến trong đại lễ Vesak 2025. Ẩm thực mùa lúa chín ở Quảng Su Phì, trải nghiệm khó quên dành cho du khách khi đến Hà Giang. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo bán thuốc nam qua mạng, bắt giữ 15 đối tượng liên quan. Theo điều tra ban đầu, thì vào đầu năm 2023, Trần Quy Hoàng, sinh năm 2002, trú tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, quen với Dương Quốc Lập, sinh năm 1998, trú tại tỉnh Hà Nam, do làm cùng công ty chuyên về bán thuốc nam ở Hà Nội trước đó. Nhận thấy nhu cầu mua thuốc nam của khách hàng tăng cao, các đối tượng đã quyết định giả danh một vị sư thầy ở Đồng Nai để bán các sản phẩm tự chế. Để thực hiện hành vi, Hoàng thuê một căn nhà trên đường Phú Mỹ, thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì làm văn phòng. Lập chịu trách nhiệm quảng cáo và tư vấn trên mạng xã hội Facebook. Ngoài ra, thì đối tượng này còn quản lý điều hành nhóm nhân viên tư vấn bán sản phẩm thông qua nhóm kín Telegram. Các đối tượng khác trong nhóm được phân công thu mua nguyên liệu và giao hàng cho khách. Lá và thân cây thuốc nam được nhóm này mua với giá chỉ khoảng từ 17.000 đến 25.000 đồng một hộp, sau khi bào chế bán ra từ 250.000 đến 300.000 đồng một hộp. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định thì nhóm đã giao thành công hơn 1.400 đơn hàng, tổng trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng. Liên quan đến tội phạm ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng ngụy trang 4 bánh heroin trong thùng xốp đựng quả táo mèo, vận chuyển từ Điện Biên về Vĩnh Phúc tiêu thụ. Trước đó, tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì phối hợp với Công an huyện Tam Dương bắt quả tang Trần Văn Cường, 40 tuổi, trú tại xã Quảng Lâu, huyện Tam Dương, vận chuyển 4 bánh heroin có trọng lượng 1.303 gram được ngụy trang cất giấu trong thùng xốp đựng táo mèo. Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tòng Thị Hịa, 49 tuổi, trú xã Non Lún, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan công an, Tòng Thị Hịa khai nhận là người đã giấu 4 bánh heroin trên trong thùng táo mèo rồi gửi từ Điện Biên về Vĩnh Phúc cho Cường tiêu thụ. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển, núi Bà Đen tại tỉnh Tây Ninh là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Và trong chuyến tham quan khảo sát địa điểm tổ chức cho đại lễ Vesak 2025, đại diện Ủy ban Quốc tế đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc đã không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ngọn núi này. Đại diện Ủy ban Quốc tế đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc nhận định núi Bà Đen là một viên ngọc báo, điểm nhấn chính cho toàn bộ sự kiện Vesak 2025. Được mệnh danh là đệ nhất thiên sơn, núi Bà Đen vốn nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ. Ngọn núi quanh năm mây phủ này còn là thiên đường qua rực rỡ suốt 4 mùa. Cùng sự hội tụ của nhiều công trình như tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn kỳ dĩ nhất châu Á, tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới. Đại lễ Vesak 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2025. Theo dự kiến sẽ có hàng ngàn Phật tử trong và ngoài nước đến tham quan và chiêm ngưỡng không gian văn hóa Phật giáo sống động tại núi Bà Đen trong sự kiện quan trọng của Phật giáo thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Su Phì là một huyện miền núi biên giới nằm ở phía tây của tỉnh Hà Giang. Nơi đây nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang và đặc biệt là vào mùa lúa chín thì những cánh đồng nơi đây khoác lên mình màu sắc vàng rực rỡ làm say đắm lòng người. Và thưa quý vị, đến đây thì mùa nào thức nấy, ngoài việc ngắm nhìn cảnh sắc nên thơ và trải nghiệm các nét văn hóa độc đáo, du khách sẽ còn được thưởng thức những đặc sản của mùa lúa chín. Nuôi cá chép trên những ruộng bậc thang đã có truyền thống lâu đời ở Quảng Su Phì. Ruộng lúa ngập nước khoảng 20 đến 30 cm là môi trường sống thích hợp cho loại cá chép nhỏ. Khi mùa lúa chín là thời điểm để bắt cá, rất nhiều du khách khi đến với Quảng Su Phì cũng được người dân đưa đi trải nghiệm này. Nói chung là khi mà biết được cái cách làm sao để bắt cho nó dễ thì là cũng dễ. Cá chép ruộng ở đây là được nuôi thả tự nhiên, nó rất là sạch sẽ nhưng mà nó cũng không to. Nếu mà để nói về là mình chỉ cần lấy lòng ra rửa qua là mình có thể sơ chế để ăn được. Những con cá bắt được sẽ được chế biến thành các món ăn hấp dẫn cho du khách. Ngoài cá chép ruộng, một món ăn được du khách thích thú vào mùa lúa chín đó là xôi ngũ sắc. Xôi được nhuộm từ nghệ và các loại lá tạo màu tự nhiên. Với màu sắc bắt mắt,
Hương thơm của gạo mới cùng vị lá cây rừng khiến món ăn này được rất nhiều thực khách yêu thích và trở thành nét ẩm thực đặc trưng của địa phương. Cái bí quyết mà mình để cho xôi nó dẻo ấy, thứ nhất là về cái khâu chọn gạo, thứ hai là để về cái khâu ngâm gạo phải ngâm từ 3 tiếng trở lên. Còn thứ ba nữa là khi mình đổ xôi thì mình sẽ sửa lửa làm sao cho nó đều đều, vừa đủ nhiệt thì xôi nó sẽ dẻo và ngon được lâu hơn. Xã cũng có chủ trương là yêu cầu tất cả các homestay Tây là khi chuẩn bị các bữa ăn cho khách thì cũng đảm bảo về an toàn thực phẩm, đặc biệt là khâu chế biến cũng như là tất cả các sản phẩm phải mang đặc trưng của xã cũng như là của huyện Hoàng Su Phi. Ẩm thực dùng cao giản dị trong cách chế biến, mộc mạc đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng thêm sức hấp dẫn của điểm đến. Qua đó, giúp du khách hiểu hơn về truyền thống văn hóa lao động, sản xuất của người dân sinh sống, canh tác trên những thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phi. Giờ cũng liên quan đến lĩnh vực du lịch. Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, thì hoạt động du lịch tại thành phố trong 9 tháng qua ghi nhận sự phát triển ấn tượng với hơn 8,7 triệu lượt khách, góp phần quan trọng vào sự phục hồi về du lịch và tăng trưởng kinh tế tại địa phương. Trong 3 quý vừa qua, lượt khách lưu trú tại thành phố Đà Nẵng tăng 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 8,7 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 3,2 triệu lượt, tăng 30,6%, và khách nội địa tăng gần 35%. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đã mang về cho thành phố này hơn 20.600 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong đó, thì doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt gần 7.780 tỷ đồng, tăng 33,5%. Ngoài ra, doanh thu từ lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng góp phần đóng góp khoảng 5.765 tỷ đồng, tăng 42,5%. Khách quốc tế đến Đà Nẵng từ đầu năm đến nay chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á, Mỹ. Hiện có 20 đường bay đến thành phố Đà Nẵng, gồm 5 đường bay nội địa và 15 đường bay quốc tế thường kỳ với tần suất trung bình 115 chuyến bay một ngày. Tại Trà Vinh, tuần lễ văn hóa du lịch gắn với lễ hội Ốc Om Bóc năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh mở rộng, dự kiến sẽ diễn ra trong 7 ngày từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 11. Và các hoạt động chính sẽ diễn ra gồm lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch gắn với lễ hội Ốc Om Bóc tỉnh Trà Vinh năm 2024, không gian ẩm thực Nam Bộ tỉnh Trà Vinh năm 2024, không gian triển lãm du lịch Trà Vinh kết nối và phát triển, hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn và ô cốp, liên quan múa không chuyên dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Tuần lễ văn hóa du lịch gắn với lễ hội Ốc Om Bóc tỉnh Trà Vinh năm 2024 nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy, giữ gìn nét văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, đồng thời tạo điều kiện giới thiệu quảng bá đến du khách những hình ảnh về con người, các tiềm năng du lịch, văn hóa lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.